Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Trước mặt quý vị đây là mặt hồ sông Dây này, vô cùng rộng đẹp với góc view tương đối là thoải mái, bởi vì là cái lô đất này nó rất là cao, nó hơi dốc một chút nha quý vị. Này, nhìn cái độ nghiêng này thì so với cái cây này thì quý vị sẽ thấy là cái độ dốc của nó. Đó, phía này cũng là mặt hồ luôn nhá, chỉ có điều là chỗ này do là cây nó che, nhưng còn đâu đó là cái lô đất này là view hồ hoàn toàn luôn á, một cái đồi cao rất đẹp, đó, rất đẹp. Thì lô đất này có diện tích là 5 xào 84 thì mặt hồ được 64 m. Dưới mặt hồ phía dưới ấy, phía dưới cái chỗ kẽm gai này, bên này bên cạnh này là có một lô đất họ rào rồi này. Đó, thì phía dưới chỗ dây cột kẽm gai này là sẽ có cái đường vành đai lòng hồ đi qua đó, và họ đang triển khai đang ủi mặt bằng từ cái phía bên kia lại. Đó, từ phía bên đó lại. Đó, xong rồi có một đường khác thì ủi từ bên này sang. Thì cái tiến độ ủi cái đường đó khá là nhanh thôi. Ở đâu đó khoảng 3 đến 4 tháng nữa là người ta ủi hoàn toàn hết mười mấy km. Đấy, còn lại là sau đó người ta mới nu nẻm rồi đổ đá cấp phối các thứ. Thì cái lô đất này đó là cái phía mặt hồ. Còn phía đường này đằng sau này có cái đường đất, nhưng mà ô tô vẫn vào thoải mái luôn. Đây. Cái đường đất này nha quý vị. Lô đất này sẽ bắt đầu từ cái hàng ranh đang rào bên này rồi này quý vị này. Nhá. Bắt đầu từ hàng ranh mà đã rào bên này này. Dọc cái chiều mặt đường này cũng phải khoảng 6 70 m gì đó. Đó, khoảng 70 m, hơn 70 m ạ. Thì chiều sâu lô đất cũng 8 90 m, nói chung là lô đất cũng tương đối vuông vắn. So với vườn thì lô đất này hình thù không quá méo mó nha quý vị. Đây này, chỗ này quý vị này. Chỗ này đứng ở trên đường này thôi là nhìn cũng thấy đây nó cũng lại mặt hồ nha quý vị. Tất cả đều mặt hồ rồi. Đó, thì tới ranh rào rào bên này là đất của nhà bên cạnh, chỗ này có dân cư ở luôn. Bên cạnh này thì là vườn tiêu. Ô tô thì thực ra là đậu ngoài này. Ngoài này đường đá nha quý vị. Chỗ ô tô đậu này là đường đá này. Đó, ô tô đường đá tránh nhau. Còn trong này thì đường ô tô, đường đất vào đến nhà mình này, có từ đường đá vào đến nhà mình có 10 mét này. Đến rào bên này. Đó. Đến rào ranh bên này thì đi dọc cái ranh bên này thì cũng lại đi ra đến lòng hồ luôn nha quý vị. Đây, đi dọc chỗ này ra là quý vị cũng sẽ thấy lòng hồ luôn. Đó, đây là cũng lòng hồ luôn. Lô đất này có một khoảng không gian ở phía cao làm nhà view hồ tuyệt vời, phía dưới thì chạm mặt nước đó, và có đường vành đai lòng hồ đang nằm ở dưới kia. Thì lô đất này rất là giá trị nên chủ giao bán giá cũng hơi cao hơn một chút so với những cái lô đất khác. Chủ đang đòi là 550 triệu một xào. Thì giá đó là giá chủ đưa ra đó. Quý vị nào mà quan tâm thì xuống đây xem lô đất cho nó kỹ, sau đó thì nếu mà cảm thấy thấy hợp ý mình ấy, thì cũng có thể là đàm phán. Giá thì chủ đưa ra như thế thì mình chúng tôi cũng chỉ có đưa ra như vậy thôi, nhưng không có ý kiến được về gì về giá, vì giá là chủ với lại khách phải tự thương lượng giải quyết cái việc đó. Thì dạo này những cái lô đất ở hồ sông Dây đang rất là nóng và giao dịch khá sốt. Lý do là cái đường vành đai hồ sông Dây đang làm nên đất ở đây tăng giá rất nhiều. Nhiều chủ các lô đất khác ấy, thì là ngừng không bán, còn một số chủ thì tăng giá mỗi ngày một giá khác nhau, khách vào 2-3 lượt thì cũng lại 2-3 lượt giá luôn, rất là khó bán. Đấy, tùy từng lô thôi, cũng có lô thì chủ vẫn bán giá sau khi đầu tư xong họ có lời là họ bán một cách bình thường. Đó, thì quý vị nào quan tâm đến những cái lô đất để đầu tư nhá, thì chúng tôi đang đi tập trung vào một số cái nguồn khách hàng mà đầu tư hoặc nghỉ dưỡng, thì cái vị trí ở đây rất là phù hợp. Đó. Những cái lô đất này là họ vừa mới mua xong này, hơn 9 xào là họ đã rào lại xong xuôi rồi này. Có thể họ cũng sẽ bán ra nhưng mà giá thì chắc chắn là cao hơn lô bên này. Đó. Thì quý vị nào quan tâm này thì có thể gọi điện cho chúng tôi. Và nếu được thì quý vị vui lòng bấm đăng ký kênh nhé. Để bấm nút rung chuông luôn. Thì khi mà có sản phẩm mới thì quý vị sẽ nhận được đầu tiên và sẽ cập nhật được sớm những cái thông tin đầu tư hữu ích về bất động sản. Đa số các quý vị xem
video là những nhà đầu tư hoặc là có nhu cầu mua nghỉ dưỡng thì quý vị có thể là bấm đăng ký kênh, vừa là ủng hộ chúng tôi, vừa là để có được cái luồng thông tin tốt cho việc quý vị đầu tư. Thì Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau. Và hy vọng là những cái thông tin chúng tôi đưa ra là hữu ích cho quý vị, và có nhiều nhà đầu tư sau khi đầu tư có lợi nhuận thì cũng hay quay lại để tìm hiểu các sản phẩm của bên tôi có. Đó. Thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.